giới thiệu một số loại máy cuốn keo mà nhà mình hiện có này. Đây, con này là con LT913 này. Con này sẽ chạy bằng dây nguồn này. Này thì đầu lưỡi nó rất dài và nó là liền trượt liền trục nên nó chạy rất êm. Mình có thể điều chỉnh tâm chậm ở cái adapter. Hiện tại thì bên mình đang có 6 mẫu. Đây, con này cũng là con K321 của Dân này. Cũng chạy qua dây cấp nguồn. Chạy rất êm và liền trục. Mình có thể điều chỉnh độ tăng nhanh chậm của nó ở đây. Đây cũng là một con chạy có dây nữa. Con này thì rất là đa chức năng, giá rất là vừa tầm để cho anh em dùng. Đây thì bình thường thì một cái bộ máy cuốn keo này nó sẽ bao gồm có một cái cữ để mình có thể điều chỉnh để khi mà mình cắt, đây có một cái đầu cắt, mình cắt nó sẽ không phạm vào cái phần nào đấy. Đây thì nó sẽ có một cái đầu cuốn keo này, một cái đầu nhỏ cuốn keo đầu nhỏ đấy. Đây là mình đang giới thiệu tất cả các loại có dây. Đây là một con gọi là CJ6+, hình như con này là con CJ9+ nhé. CJ6+ này thì là loại rất là vừa tiền thôi. Đây, đầu cơ bản của nó chỉ có một đầu cuốn, hai đầu cuốn nhỏ này thôi. Đây, khi mà mình cuốn nhỏ thì mình sẽ gắn nó vào đây. Khi mà mình muốn sử dụng cái đầu cuốn to kia thì mình bắn này ra, mình rút nó ra. Tiếp đến là hai cái loại sản phẩm mà sạc điện không dây. Đây là con màu vàng này, nó có một bộ sạc điện đi kèm này. Con này thì đây, nó quay và điều chỉnh độ nhanh chậm của nó có kèm theo một cái này để điều chỉnh độ nhanh chậm. Hoặc là mình có thể dùng một cái tu vít 4 cạnh của cái điện thoại là mình có thể vặn điều chỉnh được nó. Như con này nó chỉ có như này thôi. Nó là cũng là liền trục, chạy rất là êm. Nên nó chỉ có một loại. Tiếp đến là một con khác. Con này cũng là không dây. Nhưng nó lại có đầu gắn như con CJ9+. Và nó cũng sẽ điều chỉnh giống như con máy màu vàng kia. Điều chỉnh nhanh chậm vào đây. Ngoài ra, ngoài cái đầu cuốn này thì nó cũng giống như một số con máy có dây kia, nó có thêm một đầu cuốn keo này, hai đầu cuốn keo nhỏ. Đây thì mới ra được. Tất cả các cái máy nó đều có cái máy đầu cắt thì nó đều có cái dạng này. Một cái đầu như này, mình gắn lưỡi cắt vào. Đấy. Thì bây giờ để nói về bộ phụ kiện nhé. Hiểu rõ hơn về cái máy của mình đang sử dụng. Đây thì nó sẽ có kèm theo một cái lục lăng này để mình vặn, mình mở nó ra này. Đây thì cái bộ phụ kiện mình bán thì mình sẽ có một cái hình ảnh như này kèm theo. Thì để mà một số bạn mà
đã có cái đầu cắt này rồi, phụ kiện thì cuốn keo, thì cái này mình bắn rời, cái này mình bắn rời, cái này đánh bóng cuốn keo, cái này đánh bóng được, cái này vừa đánh bóng cuốn keo được. Cái này là để bổ sung cho những bạn nào mà thiếu bộ phận nào đấy, bắn dương từng loại này. Đây là cái đầu gắn lưỡi cắt này, đây là đầu lối máy cuốn keo này. Và chủ yếu là nếu mà mua rời thì sẽ mua cái này này, cái này, cái này, cái này. Còn bốn cái này là mình mua phỏng để khi mà để cho các bạn hiểu là khi lắp cái này vào cái này, cái này, cái này và cái này nó sẽ có như này, có cái dạng hình như này để mình dễ hình dung để khi mà mình lắp vào thôi. Đây là một bộ lưỡi cắt gồm 10 cái này. Đây, ví dụ như mà khi mà muốn tẩy keo thì mình mua thêm một bộ phụ kiện như này mình lắp vào. Thì vì sao xếp riêng ra, tại vì có thể chỉ cần các bạn mua chỉ cần một cái đầu này thôi, nhưng mà các bạn mua vài cái đầu này để thực hiện chức năng này cuốn keo, vài cái đầu này để thực hiện cái việc đánh bóng. Đây, để lắp nó vào như này để cuốn keo. Và cái video mình mô tả đấy, đấy thì kể cả là đầu cắt, những bạn nào mà chưa có thì bạn sẽ mua thêm những cái này. Thì mình đánh ra đánh số thứ tự theo cái cụm này. Lẻ là như này, số này là số 1 này, gồm 10 lưỡi cắt, các bạn có thể mua lẻ cũng được. Cái này là 1 là số 2, cái này là số 3, cái này là số 4. Thì các bạn thiếu cái gì, các bạn cần cái gì nhiều, ví dụ chỉ cần một cái này hoặc hai cái này, hai cái này để bạn có thể lắp liền một lúc được hai việc như này, thì mình bạn không phải rút cái đầu này, rút đầu này ra để thay cái đầu này vào nữa. Thì đấy, thì các bạn sẽ chọn số lượng theo cái số 1 này, ví dụ như 1 lấy 10 lưỡi này hoặc là 5 lưỡi này, 2 là lấy 10 lưỡi, 3 lấy 5 lưỡi, 5 cái, 4 là chỉ cần lấy một cái thôi chẳng hạn. Thì như thế là mình sẽ chọn cho các bạn. Còn nếu mà combo bộ cái máy cuốn keo, ví dụ như máy CV9 này nó chỉ là 250 này, thì mua thêm một bộ như này gắn vào nó là thêm 40.000 nữa là 290.